Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Hôm nay bên mình về một số các cái main mạch để dành cho cái đèn năng lượng mặt trời và một số các cái cục sạc dành cho bình ắc quy 3S. Đây là cái sạc 12,6V 5A. Thì như các bạn đã thấy ở đây, lần này bên mình về có 5 chủng loại sản phẩm mà mới nhất từ xưa nay bên mình bây giờ mới nhập về. Ở đây bên mình có cái bộ mạch đèn năng lượng mặt trời 25W, 40W, 60W, 100W và 200W. Đây là công suất lần lượt từng mạch một. Và mỗi một mạch này thì nó sẽ có một cái điều khiển từ xa như thế này, cùng với lại một cái mạch đèn như thế này. Đấy. Thì khi về nhà các bạn chỉ cần đấu nguồn bình ắc quy từ pin ấy vào cái chân B cộng và B trừ. Còn S cộng và S trừ là cái đầu chúng ta đấu solar đi vào, có nghĩa là đấu từ tấm pin đi vào, tấm pin sạc đó. Tấm pin ở đây là tấm pin 6V anh em nhé. Còn B có nghĩa là batter, có nghĩa là nguồn điện. Chúng ta sử dụng pin 3,2V, chẳng hạn như pin sắt này, hoặc là pin khối 3,2V cũng được. Đấy. Mặt trước mặt sau thì nó sẽ làm được ở trên một cái main bằng nhôm. Và ở đây tất cả linh kiện nó có đầy đủ sẵn. Trên điều khiển này thì sẽ có nút auto. Các bạn nhấn nút auto thì nó sẽ mặc định làm việc là ban ngày thì nó sạc vào và nó không sáng bóng đèn, nhưng mà ban đêm thì nó tự bật bóng đèn lên, ban ngày thì nó lại tự tắt bóng đèn và nó tự sạc vào. Có nghĩa là toàn bộ nó sẽ tự động làm ban đêm sáng, ban ngày tắt. Ở đây có nút 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ là ba cái nút chúng ta hẹn giờ. Chẳng hạn như các bạn muốn bật đèn lên, các bạn hẹn 3 giờ thì sau 3 tiếng đồng hồ sau thì nó sẽ tự tắt, đồng nghĩa với việc là 5 hoặc 8 tiếng. Phía dưới này là nút tăng giảm cái độ sáng của cái bóng đèn. Chẳng hạn như các bạn muốn tăng lên thì nó sẽ có 3 mức ánh sáng, 1, 2, 3. Các bạn tăng lên thì hết cỡ, còn giảm xuống thì nó sẽ giảm hết cỡ. Cái đó thì tùy theo mục đích nhu cầu của các bạn sử dụng. Bên đây có nút on và nút off. Thì cái nút on này các bạn có thể nhấn cho nó sáng ban ngày, bất kỳ lúc nào 24/24. Các bạn muốn nhấn sáng thì các bạn nhấn on, còn các bạn muốn tắt thì bấm off. Đó. Ở đây mình đã đấu sẵn một cái tấm 200W vào đây rồi, và một cục pin pin khối 3,2V. Và chúng ta sẽ bật chế độ auto thì nó cũng không sáng, nhưng mà các bạn muốn khởi động lên các bạn nhấn on. Sau đó các bạn nhấn auto thì bắt đầu từ khi này nó sẽ hoạt động theo chế độ auto. Có nghĩa là khi chúng ta kết nối tấm pin vào đây thì ban ngày tấm pin nó sẽ sản sinh ra điện và nó sẽ sạc vào cái đèn này, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ tắt bóng đèn, nó không sáng. Nhưng mà khi ban đêm xuống á, thì nó không có ánh sáng, tấm pin không có điện sạc vào, thì dẫn đến là bóng đèn nó sẽ tự tắt. Còn đây là chế độ chúng ta giảm ánh sáng này, ánh sáng giảm số 2 này, giảm xuống số thấp nhất là số 1 này. Đó. Khi chúng ta giảm hết số rồi thì nó sẽ nhấp nháy này, nó báo cho chúng ta biết được là chúng ta đã giảm hết cỡ rồi. Chúng ta lại tăng lên số 2 này, tăng lên số 3 này, và muốn tăng nữa thì lại nhấp nháy để báo chúng ta là đã tăng hết cỡ rồi. Đó. Bây giờ tắt này. Ok. Đấy là cái cơ chế hoạt động của nó. Có nghĩa là cái cơ chế này hoạt động cũng không khác gì những cái đèn năng lượng mặt trời thông thường như bây giờ. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu lần lượt từng hạt LED một. Đầu tiên là cái chip LED của đèn năng lượng mặt trời 25W. Ở trên chip LED này nó có công suất tổng là 25W. Pin chúng ta sử dụng là pin 3,2V. Anh em có thể sử dụng bằng pin 32650, pin sắt hoặc là pin phosphat 3,2V pin khối cũng được. Kích thước của nó là 94 x 54 mm. Số lượng hạt LED trên cái tấm đèn này là 47 LED. LED này mỗi một LED nó là 0,5W. Ở trên đây thì nó cứ tích hợp sẵn các cái phần sạc. Sạc đầy là nó sẽ tự ngắt. Tiếp theo là tấm 60W. À, tấm này tấm 40W. Xem nào, tấm 40W đâu nhỉ? Đây, tấm 40W là nó có lộn đúng không nhỉ? À đây, tấm 40W đây anh em. Tấm 40W này thì nó sẽ sử dụng pin cũng là 3,2V. Kích thước là 104 x 63 mm. Đây là kích thước của nó. Số lượng LED là 78 LED. Đấy. Tiếp theo là tấm 60W. Tấm 60W này thì sẽ có kích thước là 123 mm nhân với 68 mm. Số lượng LED là 119 LED. Điện áp chúng ta dùng pin là 3,2V.
Tiếp theo đây là tấm 100W. 100W này thì nó sẽ có kích thước là 148mm nhân với 88mm. Số lượng LED là 194 LED trên một tấm này. Công suất là 100W, sử dụng pin 3,2V. Và cuối cùng, đây là tấm LED của cái đèn năng lượng mặt trời 200W. Nó có công suất là 200W, sử dụng pin là 3,2V. Kích thước là 198mm x 112mm. Số lượng LED là 395 LED. Và nơi cái loại 200W này thì nó sẽ có 5 bóng đèn LED để nó báo cái dung lượng pin. Dung lượng pin này, đấy. Nó báo cho chúng ta là khi nào đầy đấy. Kể cả cái 100W này nó cũng sẽ có 5 bóng LED để báo dung lượng pin. 60W này cũng sẽ có LED báo lượng dung lượng pin. Các bạn lưu ý nhé, nếu như một cái tấm LED mà nó không có cái bóng ra báo dung lượng pin mà nó chỉ có một cái bóng duy nhất nhấp nháy để báo sạc thôi thì cái đó nó sẽ rẻ hơn một chút. Nhưng mà mình thấy là nên lấy cái báo dung lượng pin thì nó hay hơn. Còn nơi cái phiên bản 40W và 60W này thì nó chỉ có 2 bóng LED thôi nhá. 2 bóng LED. Có thể là một bóng báo pin sắp hết, một bóng báo sạc chẳng hạn. Rồi, bây giờ thì điều khiển ở đây rất là nhiều. Cứ mỗi một mạch này nó sẽ có một cái điều khiển. Và tất cả cái giá sản phẩm trong video này thì các bạn xuống phần bình luận video để có thể tham khảo giá dưới đó, và có những cái link mua hàng các bạn mua trong cái trang thương mại điện tử hoặc là mua trực tiếp của bên mình qua số điện thoại ở trên tiêu đề video cũng được. Đấy. Theo như mình đánh giá thì độ sáng của nó cũng tương tự như những cái độ sáng đèn năng lượng mặt trời khác thôi. Và các bạn lưu ý rằng là nếu như cùng một công suất, chẳng hạn như là đèn 220V, công suất nó là 200W, thì cái thằng này công suất cũng 200W, nhưng mà độ sáng 200W của đèn năng lượng mặt trời thì bao giờ nó cũng sẽ không thể bằng độ sáng của đèn 200W 220V được. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 70% thôi, chứ nó không được là 200W thực tế. Bởi vì điện áp của thằng này 3,2V thì nó cũng không thể sáng bằng cái thằng 220V, nó căng điện áp lên nó sáng vẫn sướng hơn. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ sang với cục sạc. Cục sạc này thì nó là sạc dành cho bình lithium. Bình là bình 3S, sử dụng pin 3,7V. Khi chúng ta lắp 3 viên pin 3,7V thì chúng ta sạc đầy vào nó là 12,6. Và cái cục sạc này có cái chức năng là sạc đầy nó sẽ tự cắt để cho nó bảo vệ cái pin chúng ta không bị sạc quá áp. Và trên đây thì bên mình sẽ sử dụng bằng cái jack 3 chân như thế này. Đối với jack 3 chân như thế này thì nó sạc thời gian dài, nó sẽ đảm bảo được cái nhiệt độ nó không bị nóng ở nơi cái jack sạc. Nếu như các bạn mà sử dụng bằng jack DC á, chẳng hạn như 2A hoặc 5A các bạn có thể sạc bằng jack DC được. Nhưng mà khi các bạn lên 8A, 10A thì cái jack DC nó rất là nóng. Ngày trước mình cũng thường bán cái đó, nhưng mà đến bây giờ là mình sẽ chuyển đổi thành cái jack 3 chân như thế này thì nó sẽ chịu dòng cao hơn. Nó có còn một cái quạt tản nhiệt này. Đấy, thì như vậy là tất cả đây là cái sản phẩm hàng về lần này. Và trong cái thời gian này đang mùa dịch nên là cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề hàng hóa về đến Việt Nam, là cũng rất là vất vả. Vì vậy là nếu như anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm, anh em cứ liên hệ vào trực tiếp số điện thoại như trên tiêu đề video, hoặc có thể đặt thông qua bên trang thương mại điện tử. Nhưng mà trong thời gian hiện tại bây giờ này, trong thời gian mà mình đang quay video, úp video này lên ấy, thì có một số vùng nó đang bị cách ly phong tỏa dịch ấy. Thì các bạn lưu ý là có một số các cái nhà vận chuyển như là GNT ấy, thì họ sẽ không phát. Đó, còn những cái giao hàng khác, giao hàng nhanh hay giao hàng tiết kiệm hay gì đó, nếu mà hàng đến thì người ta vẫn lưu kho cho mình được một thời gian ngắn để chờ nó hết chốt phong tỏa người ta sẽ phát cho mình. Nhưng mà theo mình thấy cái bên giao hàng GNT ấy, nó chỉ cần thấy là ở đây đang phong tỏa đây, nó tích luôn hàng về, nó không thèm lưu kho nó luôn. Nên là các bạn lưu ý là nếu như muốn nhanh nhất thì các bạn nên đặt trực tiếp qua bên mình, thì bên mình sẽ gửi qua giao hàng nhanh hoặc là Viettel Post nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.